Ngô Kiến Huy và Sam. Ủa, Ngô Kiến Huy và Sam. Xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình sàn đấu ca từ mùa 3. Chương trình sàn đấu ca từ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục mang đến đây là những vị đội trưởng vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà trước khi gặp gỡ họ, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những nhân vật không kém phần quan trọng, không bao giờ thiếu được trong chương trình. Chính xác, thiếu là hư liền. Đầu tiên những chàng trai trẻ, tám múi, rất trẻ, dành cái tuổi xuân để chơi nhạc cụ. Xin được trân trọng giới thiệu quý vị những chàng trai trẻ đến từ ban nhạc Nguyễn Tân. Thấy không? Và ban nhạc đã có rồi, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiếp hai thành viên còn lại, đó chính là những ca sĩ trẻ. Tuổi đời vừa mới bước qua tuổi 18. Ủa, vậy anh? Hát được rất nhiều dòng nhạc khác nhau luôn. Đưa nhạc nào vô hát cũng được hết. Đều hát, hát được hết. Rất hay luôn. Nhưng mà hai giọng ca này chúng ta nên giấu lại. Đúng. Họ là... còn vedette là nghệ sĩ nữa. Phải xuất hiện cuối cùng chứ. Đúng. Bây giờ sẽ là hai vị đội trưởng. Đầu tiên sẽ là một vị đội trưởng mà dành cả tuổi xuân của mình để tập tạ. Nickname của anh ấy là một bé sâu. Bé sâu à? Bé sâu đô. Em nghe đô là em thích nha. Sâu mà dạng sâu đô, dạng đun dừa. Ủa anh cái đó cái đó mất lắm. Anh ấy nhìn vậy, ngoài ra hát hay, sáng tác giỏi. Đẹp trai không? Quan trọng đẹp trai. Hề hước, đẹp trai. Chào. Điểm cao của nhan sắc. Wow. Xin trân trọng giới thiệu bé đuông dừa Chi Nhân. Chia tay bỏ rơi nơi này, ai cũng nói rằng yêu em không hạnh phúc đâu. Buồn năm chỉ một người cứ vô tình lối đâu này, chỉ riêng mình nói chung là đã duyên rồi mới cách xa. Chỉ cần buồn một chút, hỏi niềm tự tin một vài phút, hòa nhịp cùng một cảm xúc. Xong có khúc người có lúc sẽ đến lúc em thấy hối hận. Chia tay nhau không do số phận, do ai ta đã quá nóng giận. Buồn một chút rồi thôi, chỉ còn lại mình tôi. Người tôi yêu hôm nay đã rời xa mất rồi. Buồn một chút rồi thôi, đắng cay với lẻ loi. Đã từng yêu nhau nhưng sao lẻ hoen chia đôi. Thời gian sẽ làm mờ đi vết son. Chỉ là quá khứ đêm nghe. Em có biết không, ngày em nói chia tay quá rơi đầy đầy. Ai cũng nói
mình nói đâu này chỉ riêng mình, nói chung là lỡ duyên rồi mới cách xa. Chỉ cần buồn một chút, hoài niệm của tình cũng vài phút, nhẹ nhàng một cảm xúc, sống có khúc đừng có lúc sẽ đến lúc em thấy hối hận, chia tay nhau không xa xôi phận, do anh ta đã quá nóng giận. Baby, buồn một chút rồi thôi, chỉ còn lại mình thôi. Người tôi yêu hôm nay đã rời xa mất rồi. Buồn một chút rồi thôi, lắm ghê vơi lẻ loi, đã từng yêu nhau nhưng sao lời hẹn chia đôi. Buồn một chút rồi thôi, chỉ còn lại mình thôi. Người tôi yêu hôm nay đã rời xa mất rồi. Buồn một chút rồi thôi, lắm ghê vơi lẻ loi, đã từng yêu nhau nhưng sao lẻ loi chia đôi. Thấy chưa? Nhìn thấy không? Đâu đâu? Mới nãy nghe trong bên trong nói là dành cả đời để tập tạ. Có không anh? Đâu có đâu, cái này là chỉ đánh đổi thôi. Trời ơi. Cái này là hậu quả của cái Tết vừa rồi á. À vậy? Không lại. Vậy là mất rồi chứ không có đô.